Hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em quay trở lại với channel của Phong DIY. Và hôm nay sẽ là một cái video liên quan đến sạc ắc quy. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp và đánh giá chi tiết thông tin về sản phẩm sạc ắc quy có hỗ trợ phục hồi ắc quy, hay còn gọi là chức năng khử sun phát nha. Đó, hôm nay mình sẽ đánh giá cũng như là hướng dẫn chi tiết thông tin về cách sử dụng của dòng sạc này, để xem coi cái sạc ắc quy này nó có những cái tính năng thông minh như thế nào. Và đầu tiên, ở đầu video thì xin chúc tất cả các anh em xem video một ngày thật là vui vẻ bên gia đình, nhiều sức khỏe ha. Và anh em đừng quên nhấn like để ủng hộ kênh cho mình nhé. Nếu anh em nào lần đầu xem video mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất từ channel của Phong DIY. Rồi, xin cảm ơn anh em. Bây giờ mình sẽ đi vào phần mở hộp sản phẩm. Sau đó thì sẽ đi đánh giá chi tiết thông tin sản phẩm ha. Thì đây, khi anh em mua về nó sẽ như thế này. Bao bì của nó ở đây. Nó sẽ có hai cái phiên bản màu vàng và màu cam. Đấy, màu cam nó sẽ như thế này, cam đỏ. Bên ngoài có thể có màu vàng, nhưng mà chức năng của nó thì y nhau, chỉ khác nhau về màu thôi. Ở phía ngoài của nó là các thông tin về sản phẩm ở đây. 12V battery. Đây là một cái sạc thông minh. Mình sẽ mở hộp ra. Cái này thì trước giờ mình đã xài rồi, nhưng mà hôm rồi mình có tung ra ngoài thị trường một cái lô ắc quy USA, lô bị ắc quy GS USA này, ắc quy khô của Nhật nhá. Anh em nào mà chưa xem video thì anh có thể vào lại trong phần lịch sử video để xem lại cái lô này. Đến ngày hôm nay thì vẫn còn hàng nhá. Khi nó hết hàng thì mình sẽ báo ở trên tiêu đề là chữ hết hàng ở đây ha. Đó, còn hiện tại thì đến hôm nay thì vẫn còn hàng, nhưng mà số lượng thì có hạn thôi, tại vì cái bình ắc quy này giá của nó cao nên cũng nhiều anh em là mình không có chọn mua. Đó. Rồi, mình xin phép quay trở lại thông tin của video nha. Đây là bên trong của nó này. Bên trong của nó thì chỉ có hai chi tiết thôi. Thứ nhất là bộ sạc chính và sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Bộ sách này thì tất cả là hỗ trợ tiếng Anh hết. Thì lát nữa mình review thì mình sẽ đánh giá chi tiết cũng như hướng dẫn chi tiết theo cái sườn của nhà sản xuất này. Tất cả các thông tin mình dịch sang tiếng Việt đầy đủ cho anh em luôn. Bởi vì khi mà mình hướng dẫn theo cái cách sử dụng của nhà sản xuất á, thì nó sẽ chi tiết và nó chính xác hơn, để nó có thể hoạt động hiệu quả nhất cho anh em ha. Thì trên tay của mình chính là chiếc Foxer. Đây, Foxer. Cái phiên bản hôm nay mình sẽ review thì nó sẽ có màu đỏ cam ha, cam đỏ và phối đen, tất cả của nó bằng nhựa, nhìn khá là đẹp. Về kích thước lớn của nó thì ở đây mình không có thước nên mình không đo chi tiết cho anh em được, nhưng anh em có thể áng, nó chỉ lọt trong lòng bàn tay của mình thôi ha, chỉ lọt trong lòng bàn tay của mình thôi này, em thấy không, nhìn cũng khá là đẹp anh em, nhỏ gọn. Phía dưới này sẽ có một cái phích cắm đầu vào. Ở đây nó có phần cánh quạt này, cánh quạt để tản nhiệt cho bo mạch ở phía trong. Nó sẽ kéo dài cái tuổi thọ của sản phẩm hơn. Đây là mặt trước của nó thì sẽ bao gồm có màn hình. Màn hình LCD thì hiển thị các thông số như là volt này, rồi điện áp này, ampere này, hoặc là nhiệt độ này. Đó, nó hiển thị các cái thông số này và các cái chế độ sạc. Ở phần này nó sẽ có một nút repair. Repair là cái nút hỗ trợ sửa chữa, phục hồi ắc quy và chuyển sang chế độ sạc, lát nữa mình sẽ hướng dẫn nha. Phía này nó sẽ có hai cái đèn đỏ ở chỗ này này, khi cắm vào nó sẽ có hai đèn đỏ ở đây, là hai cái đèn báo MOS chế độ sạc nha. Phía dưới là thông tin của sản phẩm, thì đây sẽ là một cái thiết bị sạc hỗ trợ chuyên cho cái dòng sạc 12V anh em ha, 12V. Và những cái bình mà nó hỗ trợ sạc ở đây là sẽ dao động từ thông số ở đây này 4 đến 100A, tức là nó sử dụng cho các cái bình ở trong giải này nhé. Ví dụ như 10A, 15, 20A vẫn được nhé. Đây là cái thông tin về tên của dòng sạc này. Dịch ra thì nó có nghĩa là sạc có hỗ trợ chế độ phục hồi ấy. Đây là cái tiếng, những tiếng Nga này. CE là cái chuẩn, cái tiêu chuẩn ha, tiêu chuẩn CE. Đây là hỗ trợ cho sạc cho bình ắc quy xe máy và ô tô. Chắc có lẽ sẽ có anh em thắc mắc là cái này nó có hỗ trợ cho xe đạp điện hay không. Thì tùy nhé. Nếu như xe đạp của anh em thuộc danh mục các cái loại pin ở trên đây này, những cái danh mục pin mà nhà sản xuất nó hỗ trợ thì được ha, chứ không phải là nó hỗ trợ tất cả đâu, bởi vì nó có nhiều dòng pin lắm.
pin li bô li be các kiểu cơ. Thì những cái dòng bình của nó hỗ trợ bình nào thì lát nữa mình sẽ nói chi tiết cho anh em ha. Tiếp theo mình sẽ review thông tin sơ của nó, về phía sau sẽ là những cái chữ đập chìm có chữ Trung Quốc, bởi vì đây là sản phẩm đến từ Trung Quốc nhé. Em sẽ thấy nó sẽ có chữ Made in China trên đây. Thì đây sẽ là model của sản phẩm là SPC1250D và output là cái điện áp sạc đầu ra anh em. Khi nó đạt từ cái chế độ là từ khoảng 13.8V đến 15.5V. Đây là điện áp mắc nhé. Thì tới cái khoảng này nó sẽ tự chuyển sang cái chế độ sạc nhỏ giọt này. Đó, hoặc là nó báo đầy, nó báo full trên màn hình nhé. Công suất mắc tối đa sẽ là sạc 5A, tức là sạc dòng xả tối đa khi sạc á. Điện áp đầu vào, tức là em có thể sử dụng cả điện Nhật luôn này, 100 đến 240 ha. Đấy, điện Nhật và Mỹ thường người ta sẽ sử dụng điện là 100V. Điện châu Á mình thường sử dụng là 220V, thì cái giải điện này em vẫn dùng bình thường ha. Công suất mắc của nó là 75W và có thông tin date sản xuất rất là gần, em thấy không? Date sản xuất của nó ở đây hiển thị là tháng 7 năm 2020, như vậy là rất mới. Cái này mới sản xuất được có đâu 2 tháng, vậy là cái lô này mình lấy là khá là mới ha. Và đây sẽ là có hai dây kẹp kẹp sạc đó, gọi là kẹp cá sấu, thì sẽ có một dây màu đỏ đương nhiên sẽ là kẹp vào dương của bình ắc quy, và cái dây đen này sẽ kẹp vào cực âm của bình ắc quy ha. Đấy là về cơ bản về thiết kế bên ngoài của nó và các cái thông số cơ bản nhất. Cái phần thứ hai của nó sẽ là sách hướng dẫn sử dụng. Thì như mình đã nói ban đầu rồi, sách này tất cả bằng tiếng Anh hết và mình sẽ bám theo những cái nội dung đây của nó này. Mình sẽ review chi tiết từ trên xuống dưới tất cả từ A đến Z cho anh em. À, theo thông tin sách hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất nha, để cho nó thiết thực nhất và anh em sẽ sử dụng cái bộ sạc này cho nó hiệu quả nhất. Ok. Ở cái phần đầu tiên thì nó sẽ hướng dẫn là người sử dụng cần phải kiểm tra kỹ cái thông tin của bình sạc xem có hỗ trợ, nó có cái cục sạc nó có hỗ trợ hay không. Đây này, ví dụ nó sẽ có hỗ trợ những cái loại bình như thế này, em sẽ nhìn ở phía sau chưa. Đây là những cái model bình mà bên này nó hỗ trợ này, như là bình, mình đọc tiếng Việt đi cho dễ ha, AGM ha, bình GL gel này. Đó, bình này là bình, dịch ra có nghĩa là bình ngập axit đấy. Và bình canxi này, Gibcycle thì cái này mình không rõ lắm, và bình VRLA này. Đó là các cái kiểu bình, model kiểu bình nha. Anh em thắc mắc thì lên Google search giúp mình. Đây là bình không bảo trì nè. Và đây là bình axit, đó là những cái chuẩn bình mà nó hỗ trợ. Thì hầu hết ở Việt Nam mình đa số là sử dụng hai cái chuẩn bình. Như bình ở đây mình đang dùng là bình khô ha, acquy khô. Acquy không bảo trì, không cần bảo dưỡng định kỳ á. Và acquy ướt. Acquy ướt thì thường là bình acquy anh em vừa dùng lại em vừa phải bảo trì. Đó là chủ yếu là ở Việt Nam mình là dùng hai loại bình này là chủ yếu thôi. Cái dòng thứ hai của sách hướng dẫn sử dụng thì sẽ hướng dẫn anh em là mình sẽ kẹp cái dây đỏ vào cực dương của bình ắc quy ha, và dây đen vào cực âm của bình ắc quy đó. Sau khi kẹp thì anh em sẽ thấy ở trên đây là cái này nó có thêm một chức năng là anh em có thể đo được luôn cái điện áp ở trong bình là bao nhiêu, kiểm tra được nhiệt độ của bình là bao nhiêu luôn. Đấy, nó như một cái thiết bị đo vậy. Em có thêm một cái chức năng nữa nha. Ngoài chế độ sạc em có thể kiểm tra nhanh mà không cần phải dùng đến đồng hồ hay là vôn kế. Thì ở đây khi mà mình kẹp vô thì nó sẽ báo cái dung lượng pin ở trên đây. Anh em nhìn kỹ nhá, mình sẽ zoom sát hơn cho em xem này. Ở trên đây nó hiển thị thông số 20, 40, 60, 80, 100. Em thấy chưa? Và cực âm và cực dương của pin báo hai chữ y ở trên. 17 độ C, đây là nhiệt độ bên trong của bình chứ không phải là nhiệt độ bên ngoài của bình. Phần tiếp theo thì em sẽ thấy ở đây đồng hồ hiển thị là 12.8V là cái điện áp hiện tại của bình nha. Đấy. Còn ngoài ra thì anh em sẽ thấy những cái mờ mờ bên dưới này không? Mờ mờ bên dưới này nó sẽ có cái biểu tượng là Win, Summer và Repair. Có nghĩa là mùa đông nha, chế độ hiển thị sạc mùa đông và chế độ hiển thị sạc mùa hè, và chế độ hiển thị sạc tự động. Thì ba cái này lát nữa mình sẽ nói lại một lần nữa cho anh em dễ hiểu. Đó là cái phần đầu tiên, là khi anh em cắm như vậy anh là anh em đã xong được cái bước đầu tiên rồi. Tiếp theo mình sẽ cắm sạc này. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái ổ cắm rồi.
giờ mình cắm một thôi. Và em lưu ý nhá, theo đúng cách sạc và đúng quy trình sạc là anh em phải cắm hai cái điện cực vào bình ắc quy theo đúng chiều nhá, đỏ và đen ha, đỏ vào dương, đen vào âm, sau đó anh em mới cấp nguồn cho cái thằng sạc này ha. Đấy là đúng quy trình. Đây, bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Đó, sau khi cắm thì nó sẽ, em nghe thấy không, quạt nó bắt đầu quay nè, nút sạc bắt đầu nó báo này. Ở đây nó báo full luôn rồi, bởi vì căn bản bình ở đây mình đã sạc đầy rồi nên nó sẽ báo full. Nhưng mà mình sẽ nói cho anh em một vài cái vấn đề liên quan đến cái chế độ sạc của nó nha. Đây, phần 1 là ok rồi ha, tức là kiểm tra các cái model sạc nó có hỗ trợ hay không. Tức là mình dịch làm sao mà cho anh em dễ hiểu nhất nha. Cái thứ hai này là nó hướng dẫn là em sẽ kẹp cái kẹp màu đỏ vào cực dương của bình, kẹp màu đen vào cực âm của bình. Thứ ba là khi mà kẹp xong thì trên màn hình LCD nó sẽ hiển thị các cái thông số như volt và dòng sạc và nhiệt độ nè. Chữ màu đỏ này, chữ màu đỏ nó có nghĩa là cái dòng nhiệt độ hiển thị ở trên đây chỉ là mang tính chất tham khảo thôi. Đó, nó có sai số nha, chứ không phải nó quyết định chính xác hoàn toàn ha. Nhưng mà nó cũng tương đối đấy, để cho em tham khảo. Khi mà kết nối báo lỗi á, đây là cái hai cái hiển thị báo lỗi EI hoặc là I này, thì màn hình sẽ xuất hiện trên màn hình này. Đây, bước thứ 5 là em sẽ kết nối, tức là cắm cái jack sạc vào nguồn AC này. Tức là mình đã thực hiện tới bước thứ 5 rồi nhé. Mục số 6 thì sang nghĩa sử dụng nó thông báo là khi mà bình ắc quy được sạc đầy thì trên màn hình LCD đã sẽ hiển thị cái trạng thái là full, là chữ full này nè. Và đèn sạc vẫn báo mở, tức là cái đèn này nó vẫn báo mở. Khuyến khích giữ thêm trong vòng từ 1 đến 2 giờ, tức là như thế này này. Hiểu nôm na là em sẽ hiểu là khi mà cái này nó báo sạc, sạc là trên màn hình nó báo là full rồi ha. Nhưng mà anh em đừng có tháo ra vội, em cứ để nó thêm ngâm thêm 1 hoặc 2 tiếng nữa để nó tiếp tục sạc ở cái chế độ sạc gọi là nhỏ giọt á, để cho ắc quy nó no hơn. Tại vì cái thằng này nó rất là thông minh. Nó không giống như những cái ắc quy cái sạc cơ mà khi mà em sạc á, ví dụ như là ắc quy nó đầy rồi đúng không? Thì anh em phải nó phải tự ngắt hoặc là anh em phải rút ra ngay. Bởi vì những cái dòng sạc cơ nó sẽ không điều chỉnh được cái dòng sạc và điện áp. Còn riêng cái con này này, đến khi nó gần đầy rồi nó sẽ tự động giảm cái dòng sạc xuống. Ví dụ như bình thường khi mà anh em bắt đầu cắm sạc vào ha, cắm sạc vào thì ban đầu sạc bao giờ nó cũng dòng sạc nó có thể đạt xả tối đa là 5A. Nhưng khi gần đầy rồi em thấy nó tạm khoảng còn khoảng 10% nữa thôi thì nó sẽ giảm dòng xuống từ 3A đến 2A hoặc 1.5A để nó sạc cho cái bình này, tức là nó sẽ tăng cái điện áp lên và nó giảm cái cường độ dòng điện xuống. Cái này nó sẽ gây cho cái bình, nó sẽ giúp cho cái bình của bạn không bị nóng ha, không bị nóng, tránh hiện tượng gọi là phù ắc quy, cái tuổi thọ ắc quy sẽ được kéo dài hơn so với những cái dòng sạc cơ thông thường. Đấy, chứ không cần thiết là anh em cứ phải remove ra ngay. Thứ hai là thường thì mình sử dụng á thì mình sẽ kết hợp cái này với bộ hẹn giờ, bởi vì ở trong cái phần này này em sẽ thấy là cái thời gian sạc của nó ở đây. Cái thời gian sạc của nó ở đây ha. Ví dụ như là bình 12A này thì sạc trong 2 giờ, 20A sạc trong 4 giờ này, 40A sạc trong 8 giờ, 60A sạc trong 12 giờ và 100A sạc trong 20 giờ. Đó. Thì mình sẽ căn khoảng thời gian này và mình hẹn đặt cái khoảng thời gian hẹn giờ để mình tắt cúp cái nguồn này đi. Đó. Thì thường là mình sử dụng kết hợp với cái bộ hẹn giờ, cho cái con này nó chỉ có chức năng báo đầy thôi, nó không có báo ngắt. Nếu mà một con cùng hãng với Foxer có chức năng báo ngắt thì nó phải lên tới 300 mấy 400k nhá. Đó là cái model nâng cấp của cái dòng này này. Còn dòng này thì nó chỉ có báo đầy thôi. Rồi, ở cái hàng thứ 7 này thì nó báo là khi mà sạc thành công thì rút nguồn điện đó thôi. Ở đây nó có một cái lưu ý, cái phần phía dưới này, phần in đậm này này, nó sẽ có một cái lưu ý ha. Cái lưu ý này nó nói với anh em là đối với pin, tức là bình ắc quy từ 4A đến 15A thì nên sử dụng chức năng repair, tức là sạc ở chế độ repair mode ha.
Bởi vì pin ở kích thước này này sẽ rất là nhỏ nên sử dụng chế độ sạc sung á thì sẽ rất là tốt cho những cái dòng pin có dung lượng nhỏ, là anh em hiểu như vậy không? Tức là người ta khuyến khích, ví dụ như bình của anh em là bình 12A đi, thì anh em xong khi sạc mình nên chuyển sang cái chế độ này, mình cắm vào rồi mình chuyển sang cái chế độ này cho anh em xem. Đó, nó báo sạc rồi. Bây giờ mình sẽ bấm sang repair này. Đấy, em thấy cái chữ repair đây không? Bấm phát nó sẽ hiển thị sang cái nút repair ở đây. Cái icon repair ở đây ha. Và nó đang để chế độ repair. Thực ra cái chế độ repair này là cái chế độ gì? Cái chế độ này gọi là khử xung phát hay còn gọi là phục hồi ắc quy đó. Thì mình nói nôm na là cho anh em là trong quá trình mình sử dụng lâu dài, lâu rồi ha. Thì ở bên trong này này, những cái hợp chất của sun phát á, nó sẽ xảy ra cái hiện tượng gọi là sun phát hóa, nó gây ra cái cấu bên trong của bể ắc quy nó kết tủa và tạo trắng, đóng những cái mạc trắng lên. Đó, những cái thành của gọi là nội thất ắc quy này giống như là chỉ bên trong vậy đó. Cái này nó sẽ khiến cho nội trở của bể ắc quy tăng lên, nội trở của bể ắc quy tăng lên. Nội trở thì anh có tưởng tượng nó giống như điện trở vậy đúng không, nó sẽ cản cái dòng sạc vào và nó gây cái thời gian sạc vào lâu hơn, và khi mà xả ra cũng vậy, nó sẽ cản cản cái dòng xả ra, nên khi vậy bể ắc quy anh cảm giác nó sẽ yếu hơn, sạc nó lâu hơn và lâu ngày như vậy khi cái tổ nhiều hơn, nó cái tổ hóa nhiều hơn thì cái bình ắc quy của bạn bị tổn hao về tuổi thọ rất là nhiều. Khi mà anh em sử dụng cái chức năng sạc ở cái chức năng repair này này là chức năng sạc sung à, thì mình gọi như thế nào nhỉ, cho nó dễ hiểu nhỉ, gọi là công nghệ của cái sạc này đi, nó sẽ có chức năng làm cho cái vấn đề gọi là sun phát hóa ở trong cái bể ắc quy là nó giảm xuống, đồng thời nó khử cái sun phát để nó giảm cái nội trở ắc quy xuống. Đấy, thứ nhất là cái ắc quy của anh em sẽ hoạt động ok hơn và cái thời gian sử dụng nó sẽ dài hơn so với cái dòng sạc cơ thông thường. Đó là cái ưu điểm của cái vấn đề gọi là repair này. Và khi mà anh em sử dụng ở chế độ repair này đối với những cái bình này này dưới 4 đến 15A thì nó sẽ là vừa sạc vừa sửa luôn nha. Trong suốt quá trình này nó sẽ vừa sạc vừa sửa luôn. Nên với những cái bình nhỏ ấy, thì anh em nên chuyển sang chế độ repair để anh em sạc nhé. Còn với những bình lớn ấy thì anh em vẫn sử dụng chế độ này được, nhưng mà đừng để khi bình đầy anh em mới chọn repair nhé. Anh em sạc ắc quy lên xong anh em xả đi, xả cho nó gọi là xả khoảng gọi là 80% bình đi, 80-90% bình hoặc 95% của bình cũng được. Rồi anh em sạc lại nhá. Sạc lại ở chế độ repair này thì nó vừa sạc và nó sẽ vừa khử xung phát cho anh em luôn. Rồi, đấy là cái phần phần tiếp theo trong sách nghiệm sử dụng. Trong suốt quá trình sạc. Ở đây là cái màn hình hiển thị của nó nhé, đó là những kiểu hiển thị. Thì cái kiểu hiển thị thứ nhất ở trên đây em sẽ thấy là nó có báo dung lượng vôn ở đây là 12.8 ha, đây là bình mà bên đầy nè. 5A là cái dòng sạc tối đa. Trừ 0.2 là cái màn hình hiển thị nhiệt độ. Đây là ba cái mẫu màn hình. Nhớ là này, đây là chế độ vôn sạc này, đây là dòng sạc và đây là nhiệt độ sạc. Ở đây nó nói thêm về winter Winter và Summer. Summer Mode này là hai cái chế độ sạc mùa đông và mùa xuân. Ở cái dòng thứ hai của cái chế độ sạc này này thì nó sẽ nói với anh em là khi anh em cắm vô á mà để kích hoạt hai cái chế độ sạc này nè, nó hầu hết là tự động thôi anh em, chứ anh em không có chuyển được nha. Nó sẽ tự động phát hiện cái nhiệt độ ở trong bình này này, rồi nó tự đưa ra cái chương trình sạc cho hợp lý. Ví dụ đi, mình lấy ví dụ là mùa đông đúng không? Thường thì không khí bên ngoài nó sẽ lạnh và nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhiệt độ bên trong của bình. Thì nó sẽ chọn sạc với cái chế độ nhanh hơn để cho nó phù hợp với cái nhiệt độ và nó căn nhiệt độ để nó ngắt ha. Em hiểu như thế. Ví dụ còn mùa hè đi thì cái nhiệt độ ở bên ngoài nó sẽ tăng và nó ảnh hưởng tới cái nhiệt độ bên trong của bình. Như vậy nó sẽ căn một cái nhiệt độ đấy để nó sạc. Nó sẽ sạc ở một cái nhiệt độ thấp thôi. Nó đưa ra những cái dòng sạc hợp lý để bình không bị nóng. Đấy. Còn thường thì ví dụ anh em thấy là mình sạc ở đây, mình sạc ở đây mình chuyển sang chế độ bình thường đúng không? Đây là chế độ normal. Nó không hiển thị gì hết. Thấy chưa? Không hiển thị gì hết. Đây là cái dòng thứ hai. Đó, khi anh em cắm sạc vô
thì sẽ mất khoảng từ 5 đến 10 giây thì nó sẽ tự động đưa ra cái chế độ sạc thích hợp nhất cho anh em. Tự động nha, không cần phải điều chỉnh gì nha. Mà còn muốn điều chỉnh cũng không được. Bởi vì cái này nó tự động hết. Rồi, chuyển sang chế độ repair đây, tạm thời vậy á. Tắt đi cho nó tiêu hao năng lượng này nha. Đây. Winter mode này, chế độ mùa đông này thì nó sẽ nhỏ hơn 12 độ và tương đương với nhỏ hơn 53,6 độ F. Là độ C và độ F khác nhau nha. Nó sẽ quy đổi ra. Normal mode là chế độ bình thường á thì là sẽ là 12 độ đến 30 độ C. Nó tương đương với khoảng 53,6 độ F đến 83 độ F, cái này độ F bỏ đi. Summer mode là chế độ mùa hè, nó sẽ lớn hơn 30 độ nhé. Đây là cái màn hình khi nó báo đầy này, là full này. Đây là chế độ màn hình winter mode này, mùa đông nó sẽ hiển thị cái băng này lên ha, và cái nhiệt độ ở trên đây. Và summer là chế độ mùa hè. Đây, 3 trên 31 độ C thì nó sẽ hiển thị như thế này. Và đây là chế độ màn hình hiển thị ở chế độ gọi là repair này, đấy chưa? Repair đây ha. Đây, ở phần tiếp theo thì nó sẽ hướng dẫn anh em này. Cái bước đầu tiên đó là mình cắm sạc vô, cắm nguồn vô điện AC này. Sau đó bấm nút repair ở trên màn hình này. Full, ở trên màn hình nó hiển thị là full, đúng không? Mình nhấn repair ra. À đây. Khi mình bấm vào nút nó sẽ hiển thị cái chữ repair và bull ở trên đây, như vậy này. Và đèn đây là đèn màu đỏ. Sẽ bắt đầu có đèn màu đỏ này. À đây. Khi mà anh em dùng cái chế độ sửa chữa cho xe máy á, bình xe máy sẽ mất khoảng 5 giờ, còn đối với ô tô là mất khoảng 8 giờ. Đấy, tức là khi mà em chọn cái chế độ repair này này. Bình xe máy nhé, thông thường là mình sẽ chọn là 5. Còn đối với mình ô tô thì em để là khoảng 8 tiếng ha. Nhấn nút repair để trở lại chế độ sạc bình thường. Tức là nếu anh em muốn chuyển sang chế độ sạc thông thường thì em bấm nút repair một lần nữa. Đó, nó sẽ chuyển sang chế độ thông thường. Đơn giản mà đúng không? Cái này nó rất đơn giản, không có gì khó cả. Kiểm tra ắc quy trong suốt quá trình phục hồi. Ngừng chế độ phục hồi khi ắc quy quá nóng này nhá. Tức là nếu như cảm thấy anh em sờ vào ắc quy mà cảm thấy nó nóng quá đúng không? Là anh em phải ngừng ngay cái chế độ này lại, không có dùng jack nữa. Chắc chắn là bình của mình nó đang có vấn đề gì đó rồi. Nếu mà tiếp tục sạc thì có thể sẽ gây nguy hiểm đó. Cái thời gian bảo gọi là phục hồi á thì sẽ là tối đa là 24 giờ và sẽ tự động chuyển sang chế độ sạc thông thường khi đạt quá thời gian này. Rồi, cái chức năng tiếp theo là chống ngược cực. Chống ngược cực ở đây là gì? Thì mình sẽ test cho anh em như sau. Ở đây nó có hai màu đỏ và đen đúng không? Mình sẽ cắm ngược cực lại là dây đỏ mình cắm vào âm và dây đen mình cắm vào dương. Thì em sẽ thấy là cái này nó không hoạt động luôn, đúng không? Nó không hoạt động luôn. Thì đây là cái chức năng chống ngược cực của nó. Một vài cái nó không có ngược cực thì em cắm thuận, cắm xuôi gì nó cũng lên nguồn, đúng không? Bây giờ anh em phải cắm đúng. Cắm khi nào mà màn hình nó lên như vậy thì anh em cảm thấy nó ok. Thì bắt đầu mình mới cắm ghim nguồn điện này vào để mình bắt đầu sạc. Đó là cái chức năng gọi là chống ngược cực nha. Còn có anh em hỏi là nó có chống chập hay không? Chống chập là gì? Chống chập là như thế này nè. Tức là mình sẽ lấy cái dây đen này, đúng không? Mình quẹt vào cái dây đỏ này. Đó, nha. Thì trên đây nó có báo gì không? Thì nó không có báo cái gì hết á. Khi mà anh em quẹt vào đây thì nó không có báo gì hết. Nha. Tức là nếu anh em chạm trong khoảng thời gian ngắn thì nó không ảnh hưởng gì hết, nó không sao. Nhưng trường hợp mà anh em kẹp, mà em kẹp chết vào luôn á, em để ngâm lâu khoảng 30 giây nha, là nó sẽ ảnh hưởng tới cái nguồn này rất là nhiều. Anh em không nên sử dụng cái, không để bị chạm nha. Nhắc lại là không để bị chạm nha anh em. Tuyệt đối không để bị chạm nha. Còn nếu anh em chạm mà chạm ít như vậy thì không sao ha. Chạm trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì không sao cả, không có ảnh hưởng gì cả.
Ví dụ không may mình quẹt vào thôi. Tại vì căn bản ở đây là người ta đã làm cái chống chạm khá là tốt rồi. Được chưa? Cách điện và không để cho nó chạm vào nhau khá là tốt rồi. Trên thực tế là bình thường là anh em sẽ không thể nào làm cái này chạm vào được đâu, trừ khi anh em cố ý chạm thôi. Thì mình nhấn mạnh là anh em không không được để, chứ mà không nên để, không được để nó chạm nhau nhá. Chạm ngắn thì không sao nhá, nhắc lại là chạm ngắn trong vài giây, 2 3 giây hoặc 1 giây thì không sao, nhưng mà chạm khoảng 15 20 giây là nó có vấn đề đó nha. Quạt của nó mình sẽ test cho anh em xem. Bây giờ mình cắm cái dây đỏ vào cực dương này. Đó, cắm dây đen vào cực âm này. Rồi, em sẽ nghe thấy cái tiếng quạt nó quay. Thấy chưa? Quay để nó làm mát cái bo mạch phía trong này. Đó. Rồi, mình sẽ thử trên cục thứ hai coi nó có báo tương tự hay không. Cục thứ hai đây. Đấy, như cục này thì nó nhận diện là nó chỉ sạc vào đây 1.3A thôi. Số vô là 14.6, là em có thể thấy được hai cái vô này nó hoàn toàn giống nhau. Thấy chưa? Bây giờ nó giảm xuống 1.1A này. Cũng hai con nó hoạt động y hệt nhau. Chứng tỏ nó được cài đặt một cái chương trình giống nhau rồi. Thấy chưa? Hai con đều hoạt động y nhau. Ok, như vậy thì mình sẽ kết thúc video hướng dẫn cũng như là review chi tiết thông tin về sản phẩm bộ sạc ắc quy có hỗ trợ của Xuân Phát. Video cũng khá là dài rồi bởi vì mình hướng dẫn rất là chi tiết ha. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi tới đây. Thì những anh em nào mà là yêu thích Phong DIY thì đừng quên nhấn like và share video này. Nếu như anh em chưa đăng ký video, chưa đăng ký kênh thì có thể vui lòng nhấn subscribe kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất từ channel của Phong DIY. Các thông tin về sản phẩm thì em có thể liên hệ trực tiếp hai số điện thoại, ba số điện thoại mình để trên chủ đề của video. Thời gian làm việc của em mình sẽ là từ 8 giờ sáng cho tới 22 giờ 30, tức là 10 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Đường link sản phẩm thì mình sẽ đính kèm ở phía dưới, gồm có link sản phẩm Shopee và link tại website của Phong DIY. Ngoài ra thì anh em có thể liên hệ bằng hình thức là chat Zalo hoặc Facebook ha. Rồi, rất cảm ơn anh em, chúc anh em sức khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.